Uống nước thải bẩn. Có ai ở nhà không? Xin hãy giúp mẹ con chúng tôi. Chị cầm lấy cho các cháu ăn tối lót dạ. Còn đây là chút đồng lẻ tôi giành được. Chị giữ phòng thân nhé. Cảm ơn cô. Cô thật tốt bụng. Các con ngoan nhé. Lại lén lút đem của nhà cho ăn xin cơ đấy. Con gái của ông, rồi nó sẽ tiêu tán hết cái gia sản nhà này đi thôi. Lại có chuyện gì nữa sao bà? Tôi thấy nó lo việc trong nhà chu đáo đấy chứ. Đám gia nhân ai cũng mến nó. Mà từ hồi nó lớn, bà chả nhàn hẳn đi đó sao? Nhàn quá ha. Tôi mà không để mắt canh chừng, có mà nó đem hết tiền, lương thực, giao du với mấy kẻ lang thang. Chiều nay có mấy khách thương gia đến, chắc để bàn chuyện làm ăn cùng ông. Thấy nó với đám người lang thang dàn hàng ra trước cổng, người ta bỏ đi ngay đấy. Có chuyện đó sao? Akiko, mau ra đây. Đấy, ông cứ hỏi xem, có phải chiều nay nó đem những đồng tiền ông cực nhọc kiếm được phung phí cho người ta hay không? Dạ không, đó là tiền chi tiêu con dành dụm được. Akiko nghe đi, từ nay ta cấm con ra khỏi cổng. Vâng thưa cha. Đây, ông vào đây mà xem. Con gái của ông đã mang bất hạnh đến cho cái gia đình này rồi. Sao, nó làm gì, điều bất hạnh gì? Nó làm bánh cúng Tết mà không làm bằng gạo nếp ngon, lại làm bằng gạo cũ tồn kho cả năm nay. Như thế là xúc phạm thần linh. Ông mà không tống cổ nó đi ngay thì tai họa sẽ ập xuống, làm tan nát cái nhà này thôi. Trời ơi, sao mày làm ăn thế hả trời? Đi, đi ra khỏi nhà ngay. Hãy nghe con nói đã. Thưa ông chủ, tôi không có tiền, nhưng tôi xin để lại cái áo bông này cầm nợ. Xin ông cho tôi cái gì đó ăn cho ấm bụng. Trước tiên, cô đưa cái áo đây cho tôi sai người đi bán. Rồi sau đó hãy tính nha. Chắc gian khổ sẽ qua thôi. Cha sẽ nghĩ lại và đi tìm mình. Con bé này, mau đi đi, làm mất hết khách của người ta. Chiếc áo khoác của tôi thì sao? Xin ông trả lại cho tôi. Áo khoác nào? Sao không nói luôn là cô đã đưa cho ta cả chiếc ví đầy tiền hả? Quý vị xem, có tin được là tôi lại đi cầm cái áo khoác của cái ăn mày này hay không? Đúng thế, thật là trơ tráo quá. Đây, cho cô. Để cho cô thấy ta đã nhân từ như thế nào. Và ta cũng không muốn ai vào quán mình mà không được ăn một chút gì. Ngay cả ăn mày. Thế giới này không dành cho mình điều gì tốt đẹp nữa rồi. Nếu mình phải chết đói chết lạnh để cho người ta giễu cợt, thì thà kết liễu đời mình cho rồi. Mình sẽ vào rừng để cho sói ăn thịt. Hãy ăn thịt tôi đi. Mọi người trên đời này đối xử với tôi tệ lắm rồi. Tôi không thiết sống nữa. Cô gái trẻ à, ta là thần sói ở rừng này. Ta không ăn thịt người, ít ra là những người chân thật. Ta sẽ giúp cô. Khi cô muốn biết người đứng trước mặt mình ra sao, cô để hai sợi lông mi này trước mắt và nhìn cho kỹ, cô sẽ biết ai là người đáng tin cậy. Người đáng tin cậy sẽ không thay đổi hình dạng khi cô nhìn qua hai sợi lông mi này. Còn những người bị biến dạng thì cô chớ tin tưởng. Tôi cảm ơn, tôi... Thật lạ kỳ, nhưng mình cứ thử xem. Khắp nơi không có một người nào chân chính sao? Chàng là người tốt, nhưng sao ta lại gần một người lạ đây? Anh ấy đi vào đó rồi. Cô theo tôi đến tận đây sao?
Tôi thấy cô từ ngoài phố rồi. Tôi là Akiko. Thật tội cho cô quá. Tôi có thể làm việc nhà và nấu nướng, dọn dẹp. Anh có thể cho tôi ở lại đây không ạ? Được chứ, nếu cô không chê nhà tôi nghèo và bụi than lấm bẩn. Trời tối rồi, sao lại có ánh mặt trời sáng vậy nhỉ? Ôi, đây chính là vàng nguyên chất mà. Chính là rượu sake đây mà, ngon quá. Đây là đá mà, họ chỉ đổi than thôi. Tôi nghĩ cô bị mệt quá rồi, cô nên nghỉ ngơi đi. Anh nghĩ tôi mệt nên nói linh tinh chứ gì. Đây đúng là vàng nguyên chất đấy. Còn nữa, nước chảy trong ống tre ngoài suối không phải là nước thường đâu, mà chính là rượu sake hảo hạng đấy. Một thời gian sau. Chúc ông ngon miệng. Chúng tôi miễn phí cho những người khó khăn ạ. Người chủ quán trọ này cũng nhân từ và tốt bụng y như con gái Akiko của ta. Akiko à, giờ con ra sao rồi? Sao cha lại đến tình cảnh này? Không, mình không nhận cha đâu. Cha đã đuổi mình đi, đã nói bao lời cay đắng. Nhưng mà... Cha, cha, con, Akiko của cha đây. Con ơi, xin con hãy tha thứ cho người cha này. Từ khi con đi, cha ăn ngủ không yên. Vì con lâm bệnh qua đời vì lương tâm cắn rứt. Gia sản nhà mình tiêu tan, không vì con như lời bà ấy nói, mà chính vì ta và bà ấy đã cư xử quá tàn nhẫn với con. Con ơi, con đã giận cha lắm. Nhưng cha, mình sẽ làm lại từ đầu cha nhé. Cha hãy ở đây sống với con. Đây là con rể của cha. Biên Trố và Tập đoàn Côn trùng. Mau ra đây bàn chuyện lớn đây. Trật tự, mọi người trật tự nghe tôi nói này. Mọi người biết gì không? Cậu Biên Trố đã về quê nghỉ hè rồi. Thật là khủng khiếp. Năm ngoái cậu ta đã tàn sát họ nhà Dế chúng tôi một cách thê thảm. Anh hai tôi bị què chân, chú ba bị chột mắt, tôi thì bị gãy cả đuôi. Đúng rồi, cậu ta đúng là một hung thần. Họ hàng nhà chúng tôi đã bị cậu ta phơi khô gần hết cả. Cánh của chúng tôi cũng bị cậu ấy ngắt sạch đây này. Đúng vậy, cậu Biên Trố là nỗi khiếp sợ của tập đoàn côn trùng chúng ta. Vì vậy, tôi tập hợp mọi người lại đây để lên kế hoạch di cư. Chúng ta phải đi càng xa nơi này càng tốt, tránh để một cuộc tàn sát dã man lại xảy ra lần nữa. Đúng rồi, đồng ý, nhất trí. Thế các cậu thì sao? Không thấy ý kiến gì cả. Nghe nói hè năm nay mưa nắng thất thường, bọn mình mà đi thì lấy ai thông báo thời tiết cho nông dân phơi lúa, đốt rơm? Ôi dào, nắng mưa là chuyện của trời, sinh tồn mới là chuyện sống của côn trùng chúng ta chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi, chuồn chuồn các cậu quyết định nhanh lên. Chờ đến tối nay chúng ta sẽ lên đường. Bây giờ ai về nhà nấy, nhớ phải nắp kỹ vào, cẩn thận không bị cậu Biên Trố bắt được là toi. Đúng rồi, thôi về đi. Chúng tôi biết rồi, hẹn gặp tối nay. Đã đầy đủ quân số chưa? Chúng ta bắt đầu cuộc di tản sang bên kia cánh đồng ngay bây giờ. Nhà ve cũng có mặt. Chúng tôi đi đủ, đi đủ. Thấy mấy đứa chuồn chuồn đâu hết cả rồi? Bọn họ định ở lại để dự báo thời tiết cho nông dân thật hả? Mọi người ơi, cô ớt nhà chúng tôi gặp nạn rồi. Sao? Ớt bị làm sao? Các cậu vừa nói gì? Chuồn chuồn ớt bị làm sao? Ớt nó bị Biên Trố bắt đi rồi. Ôi trời, nguy hiểm quá. Tại sao lại bất cẩn để bị bắt đi kia chứ?
đã dặn đi dặn lại là phải trốn cẩn thận. Chắc là nàng ớt lại không nghe lời phải không? Phải, ớt nó thấy trời sắp mưa mà thóc của bà nội biên trố lại phơi đầy sân. Thế là nó chạy ra, bay là đà mặt đất nên dễ dàng bị tóm. Đồ ngốc này, sao lại tự mình chui đầu vào rọ như thế chứ? Đúng rồi, ngốc nghếch thật, tự dưng đi nộp mạng à. Thôi, muộn rồi, tiếp tục kế hoạch di tản thôi. Đứa nào chán sống thì kệ nó. Xin anh, xin mọi người tìm cách cứu ớt với. Nếu như mọi người không cứu, chắc ớt chết mất. Cô ấy tuy bướng bỉnh, nhưng là một người tốt và ngay thẳng. Mèn à, ở đây chỉ có anh là văn võ song toàn, lại dũng mãnh. Anh giúp ớt nhà tôi nhé. Việc ở lại nơi này đã là nguy hiểm. Giờ đi cứu chuồn chuồn ớt khỏi tay cậu biên trố còn nguy nan gấp trăm lần. Chúng ta thậm chí sẽ phải chịu tổn thất và thương vong. 500 anh em có dám không? Giống loài chúng tôi vẫn mang tiếng là không giữ lời. Nhưng nào phải vậy? Tôi nghĩ, cùng là đồng loại, chẳng nhẽ thấy chết mà không cứu. Đúng rồi, chuồn chuồn ớt gặp nạn là vì có ý làm việc tốt. Chúng ta bỏ đi khác nào hèn nhát. Đúng rồi, chết vinh còn hơn sống nhục. Côn trùng thì sống được bao lâu chứ? Sống sao cho đáng sống? Thôi được rồi, thể theo ý kiến số đông, tôi quyết định tập đoàn chúng ta sẽ quay về cứu chuồn chuồn ớt khỏi tay cậu biên trố. Dù sao, cuộc đời cũng chỉ có một, phải sống sao cho đáng. Không thể để người đời đánh giá chúng ta hèn kém, đánh đồng như loài sâu bọ được. Chúng ta sẽ trốn ở đây để quan sát, chờ thời cơ tới sẽ ra tay. Đồng ý. Bây giờ ra ao tập bơi. Tao nghe nói cho chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi liền à. Nhanh lên. Mày cầm cái dây buộc chuồn chuồn này cho tao, để tao cho nó cắn rốn nhé. Em tưởng muốn tập bơi thì phải ôm phao chứ. Trên tivi vẫn dạy thế mà. Mày thì biết cái gì, cứ làm theo lời tao bảo. Cắn đi, cắn rốn tao đi. Ớt kia rồi, cậu ấy bị biên trố trói chặt thế kia, làm sao thoát được. Chờ tôi ở đây nhé. Chừng nào tôi tuyết còi thì xông lên nha. Đã bảo là cắn vào rốn cơ mà. Con chuồn chuồn này ngu ngốc quá. Ai da. Các anh em mau ra giải cứu chuồn chuồn ớt. Nhanh. Ai da. Đau quá. Đau quá. Bọn côn trùng chết tiệt. Bắt hết chúng nó lại. Bọn côn trùng đáng chết. Để tao về nhà lấy cái vật lưới, bắt hết chúng nó lại trừng trị. Đúng rồi, nó cắn tay em vẫn còn đau đây này. May quá, không có ai bị thương tích gì. Bây giờ chỉ còn việc bay sang bờ sông bên kia trốn thoát tên biên trố hung thần. Cậu tự do rồi nhé, lần sau đừng có mà dại dột thế nữa. Cảm ơn mọi người đã không ngại khó khăn quay lại cứu tôi. Nhưng... còn nhân gì nữa, mau ăn uống lấy sức để bay sang bờ sông bên kia thôi. Đúng rồi đấy. Nếu chúng ta bỏ đi hết, sẽ phá vỡ hệ sinh thái nơi đây. Ban ngày, các chị ve chẳng còn luyện opera. Hàng đêm, anh giấy mèn cũng không còn kéo nhạc. Mỗi bông hoa sẽ héo mòn chờ bươm bướm thụ phấn. Lấy đâu cào cào, châu chấu để tìm bắt lũ sâu bọ nữa chứ? Đấy không phải việc của chúng ta. Nếu con người không biết sống hòa hợp cùng tự nhiên, thì họ sẽ tự chuốc lấy tai họa thôi. Biên trố là một cậu bé nghịch ngợm thôi. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà. Ôi mọi người nhìn xem, cậu biên trố ngỗ nghịch đang phải nhận lấy bài học đắt giá kìa. Trời ơi, em đã nói là đừng động vào tổ ong mà anh không nghe. Tao biết rồi, giờ thì tao xin chừa. Đáng đời cậu biên trốn nghịch ngợm. Vậy là chúng ta không cần trốn đi đâu nữa rồi. Nội ơi, con biết bơi rồi. Không cần chuồn chuồn cắn rốn mà con vẫn bơi được đó. Mà hôm nay ghế kêu hay vậy nội. Bin ngoan. Bin không nghịch ngợm bắt côn trùng nên chúng đến chơi nhạc cho Bin nghe đó. Tấm ảnh vô hồn. Chào cô, con chào bà. Bà đi chợ sớm thế ạ? Tôi đi mua ít thịt sớm cho tôi về nấu mì cho bọn trẻ cô ạ. Cha cha, sao mà lại có người sướng như bọn thằng Hùng cái Hiền nhỉ? Bằng ngần ấy rồi mà mẹ vẫn chăm chút từng tí một. Bà chiều chúng nó quá đấy. Có gì đâu cô, bọn nó bận đi làm tối ngày, không lo ăn uống là gầy ốm ngay. Ăn ở nhà vừa ngon lại sạch, chả hơn à. Bà nói đúng ạ. Ước gì mẹ con cũng ở gần con như bà thì thích biết mấy. Sướng nhất tụi nó. Thôi
con đi đã bà nhé. Cô đi nha. Tối mẹ đừng nấu cơm nhé. Con lại đi tiếp khách hả? Ý con là mẹ không nấu cơm cả nhà ấy. Tối nay nhà mình đi ăn nhà hàng. Nhà hàng nào hả anh? Nhà hàng Nhật đi. Em thích ăn sashimi. Ăn quán Hàn Quốc đi. Trời này ăn cay ngon phải biết. Thôi bọn con đi đây ạ. Tối cái Hiền về đón mẹ đến nhà hàng Hàn Quốc đối diện công ty anh đấy. Vâng. Mẹ nhìn con hôm nay có xinh không? Dạo này con chăm sóc da kỹ lắm nên nhìn khá hơn mẹ à. Con gái của mẹ lúc nào chả xinh. Mẹ với Hiền đến lâu chưa? Con tặng mẹ. Ủa, nhân ngày gì mà tặng mẹ hoa thế này? Nhân ngày của mẹ, mẹ ạ. Ngày của mẹ là sao? Mẹ đúng là chẳng cập nhật gì cả. Mấy năm gần đây người ta hay mừng ngày của mẹ giống bên Tây ấy. Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày của mẹ. Mẹ già rồi, không thạo bằng hai đứa. Cảm ơn hai con nhiều nhé. Anh ơi, ăn cái này đi. Món này ngon nè. Cái đấy ngay lắm, để anh chọn cho. Mày chẳng sành gì cả. Ăn cái này nè. Ăn đồ hàng thì phải hỏi anh. Để yên anh chọn. Mẹ, mẹ, chụp ảnh đi mẹ. Thôi mẹ không chụp đâu, ngại lắm. Ngại gì mẹ, chụp ảnh thôi mà. Để yên em chụp máy em trước. Mẹ cười đi mẹ. Xong chưa, mày đi ra cho anh chụp. Cho em vào ảnh với. Hôm nay em mặc đẹp thế này cơ mà. Lắm chuyện, nào chụp nhé. Mẹ ơi, mẹ cười đi mẹ. Xong rồi, đăng lên Facebook đi anh. Để yên anh đăng trước, kệ anh. Em cứ đăng, của ai người đó úp. Anh nhìn này, em trích câu lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thế mà vừa đăng đã được 20 mấy người thích này. Thế mà cũng khoe, nhìn này. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Suốt cuộc đời lòng mẹ mãi mãi theo con. Mừng ngày của mẹ yêu dấu. Ai chà, anh mày làm marketing mà, phải biết cách viết thế nào để đọc cái thích ngay. Thế mới kiếm ra tiền cô ạ. Em phải học anh mới được. Ảnh của anh không đẹp bằng của em, nhưng câu đề tựa thì xuất sắc. Mẹ ăn không quen, nó hơi cay. Mẹ phải năng đi ăn nhà hàng với bọn con vào mới quen được. Hai đứa ăn đi, mẹ cũng không đói lắm. Nãy trước khi đi mẹ cũng ăn chút chút rồi. Bà hai hôm nay không đi chợ hả? Bà Lan đấy à, hôm nay tôi hơi mệt nên để lát mới đi. À tôi biết rồi, hôm qua đi ăn mừng ngày của mẹ với thằng Hùng cái Hiền về muộn quá nên thiếu ngủ chứ gì. Sao bà biết tôi hôm qua tôi đi với hai đứa hay thế? Ui, thằng kia nhà tôi hôm qua mở mạng ra cho tôi xem ảnh mà. Bà sướng thật đấy. Cái ngày tận bên Tây người ta ăn mừng mà hai đứa nó cũng tổ chức cho bà. Bà giỏi thật, cái gì cũng biết nhỉ. Tôi lanh quanh xó nhà chẳng biết gì. Đây bà thấy chưa? Nhưng mà bà lên ảnh không ăn ảnh lắm, không đẹp bằng ở ngoài. Phải cười tươi tí nữa. Kiếm ra tiền sướng thế đó. Chứ thằng Kiên nhà này lương thấp, có bao giờ dám ra nhà hàng. Nhưng mà biết mẹ thích ăn vịt, hôm qua anh em nó thịt con vịt rõ nạt. Mấy mẹ con ăn tại nhà thôi, vui phết. Vui thế còn gì. Thằng Kiên nhà bà tâm lý thật, lại thương mẹ. Cần gì nhà hàng cửa hiệu đâu. Mẹ ơi, cháu chào bác hai. Hôm qua anh Hùng ít quá, đưa bác đi nhà hàng thích ghê. Mẹ lên xe con đèo. Đã bảo đợi con đèo đi chợ, chân đang nhức mà cứ cố. Mẹ đi được mà, không sao. Con về muộn vất vả, ngủ thêm tí có hơn không? Cháu đi đây bác ạ. Hai mẹ con đi nhé. Bà Lan mau khỏi chân nhé. Mẹ nhức chân mà hôm qua chẳng bảo con. Ăn thịt vịt không biết có sao không nữa. Hùng Hiền ơi, Mẹ có cần gì đâu, chỉ cần bấy nhiêu thôi con à. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.